Chào anh em đã quay trở lại với kênh Lâm Sao Mắt. Video này mình sẽ làm về một em mà anh em đang mong đợi mình review nhất là chiếc Halo Solar. Em và mình cùng xem là với 700k thì nó có ngon hay không nhá. Giới thiệu qua cho anh em thì Halo là một công ty liên doanh thuộc sở hữu của tập đoàn Xiaomi. Gần đây thì Halo đã gây bão cộng đồng vì smart đầu tiên của mình là Halo LS01 với mức giá chỉ khoảng 500.000 nhưng thiết kế đẹp và ngon nghẻ. Tiếp tục vị thế thì hãng ra mắt phiên bản 2 mặt tròn là Halo Solar mã LS05. Ngay khi thông tin Solar ra mắt thì đã gây cơn sốt hóng hớt từ anh em vì nó có mức giá khoảng 21 đô tương đương là 500.000. Máy mình đang trên tay này là được cửa hàng chơi hay tặng để review. Anh em có thể tham khảo link mua hàng ở dưới mô tả video và mình sẽ tặng lại luôn chiếc Halo Solar này cho anh em theo dõi kênh thông qua game mini đơn giản. Em để lại bình luận một số mà có 3 số, ví dụ như là 4, 5, 6 ở ngay video này. Kết quả sẽ dựa vào kết quả 3 số cuối giải đặc biệt của sổ số miền Bắc ngày mùng 1 tháng 6. Anh em chú ý là mình sẽ không tính bình luận chỉnh sửa và bình luận nhiều số, chỉ comment một số duy nhất. Tiếp theo thì nói về thông tin máy, Solar sẽ có kích thước khá to là 45,3mm và độ mỏng là 11.4, nhẹ là 54g. Màn hình có kích thước là 1,28 inch, công nghệ màn khá cũ là TFT, độ phân giải là 240x240. Khung máy thiết kế là kim loại metal rất xịn. Máy sẽ có công nghệ Bluetooth 5.0 cho kết nối xa và tiết kiệm pin cho điện thoại hơn. Tiêu chuẩn chống nước là IP68, cũng ok nhưng mà không bơi được. Ngoài ra thì dung lượng pin 340mAh, pin xài sẽ khoảng 15 ngày nếu đo nhịp tim hàng ngày và 30 ngày nếu không đo nhịp tim. Có 12 chế độ tập luyện các kiểu nhưng không có GPS độc lập. Thì mình xin lỗi anh em là phần giới thiệu hơi dài. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em. Thì cái phần thông số ở đây mình cũng đã đọc từ nãy rồi, mình sẽ không giới thiệu lại nữa. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn. Rơi cả nhân vật chính. Đây, mình đã kết nối với điện thoại được trước rồi. Thiết kế quá đẹp. Đây sẽ có một sách hướng dẫn này, toàn là tiếng Trung Quốc tại vì đây là bản nội địa mà. Đây sẽ có một cái dây sạc này. Dây sạc kiểu này nhìn hiện đại hơn hẳn so với mấy cái kiểu sạc mà cọc cọc này. Một phát là mút luôn. Đúng kiểu sinh ra dành cho nhau ấy, không bao giờ trượt. Đấy. Đút là vào. Về thiết kế của máy thì máy sẽ có kích cỡ là 45mm và cái phần khung này sẽ được làm bằng kim loại, mình không rõ là thép hay nhôm. Đằng sau này thì vẫn là nhựa thôi. Và anh em sẽ thấy là cái phần khu đo nhịp tim này rất đẹp. Họ rất là chăm chút tỉ mỉ cho cái smart này. Đây sẽ có một cái nút nguồn bé bé này. Và cái màn hình này kích cỡ là 1,28 inch. Nó sử dụng cái công nghệ màn cũ là TFT. Thì ở đây sẽ vẫn có một cái viền đen ở đây nhá, chứ nó không phải tràn viền đâu. Thì mình thấy cái thiết kế này giống hết như chiếc LG Watchtie mà ra mắt từ 2017. Tiếp theo là nói về thiết kế của phần dây đeo. Thì cái kích cỡ dây là 22mm. Thì mình thấy cái dây này nó có chất lượng rất là tốt. Nhưng mà có một vấn đề quan trọng là anh em sẽ không thay thế được cái dây khác. Mình sẽ chỉ ra cho anh em luôn. Đây, cái dây này nó sẽ có cái phần chốt này, nó sẽ cong như này. Tại vì cái phần này họ làm rất là sát, sát với cái phần thân máy cho nên là rất khó để thay thế dây. Đây, ví dụ luôn cho anh em. Đây là một cái dây bình thường nhá. Cái dây này thì cái chốt nó thẳng. Đa số thì tất cả các cái dây thì nó sẽ có cái chốt thẳng, chả có cái chốt nào mà nhìn nó cong vẻo như này. Đây, và khi mình cho cái phần chốt còn lại, em thấy không, nó sẽ bị cọ cái phần này. Tại vì cái này nó thẳng mà, nó không thể nào nó nhét vào được. Đấy, cho em chú ý là nếu mà muốn thay dây khác thì cái máy này sẽ không thay được dây đâu nhá. Đánh giá tiếp theo là về màn hình. Thì màn hình TFT mình đã nói rồi, cái công nghệ màn hình cũ. Nhưng mà cái chất lượng hiển thị nền đen thì cũng khá là tốt. Nhưng mà có một vấn đề là cái độ sáng màn hình thì mình thấy là nó chưa ổn. Nhưng mà hiển thị ngoài trời lại ngon. Về mật độ điểm ảnh này, thì em có thể nhìn thấy khi mà nhìn kỹ này sẽ thấy nó cũng có điểm rỗ. Nhưng mà với một smart mà khoảng 700k như này thì cũng đã quá ngon rồi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em về tính năng. Vuốt từ trên xuống là status 3 này. Đấy, có chỉnh độ sáng các thứ này. Mình đang chỉnh max sáng rồi, có cài đặt này, các thứ, phần trăm pin này. Kéo lên, đây là hiển thị là đang kết nối điện thoại. Đây là mặt đồng hồ này. Kéo từ dưới lên là menu router. Đây là phần hoạt động hàng ngày này, vuốt từ trái sang phải là thoát, đo nhịp tim này,
nó sẽ có 12 cái môn tập luyện. Em nhìn thấy rất nhiều nhưng mà không có GPS. Mình sẽ thử cho anh em một cái nhá. Đây thì nó không báo là lấy GPS từ điện thoại luôn. Và nó hiển thị luôn. Phát ra này. Đây thời tiết thì toàn tiếng Trung Quốc thôi nhưng mà nó vẫn đúng vị trí ở Hà Nội. Gạt sang này. Đây là theo dõi giấc ngủ rồi. Đây là phần thông báo này. Thì thông báo này sẽ không bị lỗi phone tiếng Việt. Nhưng mà có một vấn đề, đó là nó sẽ bị giãn chữ như này. Và đọc hoặc là luận ra thì cũng rất là khó hiểu. Đấy anh em thấy. Và nó sẽ không hiển thị đầy đủ cái thông báo đâu. Nếu mà dài quá nó sẽ chấm 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 chấm. Gạt sang đây là thoát này. Đây là phần khiển nhạc này. Đây thì các cái như kiểu đây là sẽ có cái thư giãn hít thở này. Hít vào, thở ra đấy. Nó sẽ giảm stress hơn. Đây là phần tìm điện thoại này. Các cái kiểu bấm giờ các thứ, thứ cài đặt này. Đây là cái phần chỉnh mặt đồng hồ này. Nó sẽ có 3 mặt, 4, 5. Chỉ có 5 mặt đồng hồ thôi, rất là ít. Mình sẽ phải đợi những cái bản cập nhật tiếp theo có nhiều mặt đồng hồ hơn. Hiện tại thì vẫn chưa có kho mặt đồng hồ đâu anh em nhé. Đây, chọn thử. Đây là vuốt từ phải sang trái sẽ là widget này. Hoạt động hàng ngày này. Đo nhịp tim. Đấy, theo dõi giấc ngủ. Thời tiết. Nhưng cái này thì sẽ không thay đổi được. Nó là mặc định luôn rồi. Để kết nối với điện thoại thì anh em sẽ tải cái app HelloFit về nhé. Cả iPhone và Android đều có rồi. Đây thì mình đang kết nối với cái điện thoại Android. Anh em thấy giao diện này, đo tim này, các thứ này. Đặc biệt hay một cái điều, đó là cái phần thông báo này sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Và em sẽ chọn thêm một cái phần thêm ứng dụng ngoài ở đây. Đấy, như này là mình đang set thêm Zalo này, là có thể thông báo Zalo rất là ngon. Em chọn đây thì nó sẽ có rất nhiều các cái thông báo khác, anh em có thể chọn thêm. Đấy, back ra đây là cái phần này, là cái phần nâng cổ tay này. Đấy, các thứ, các thứ. Đây là phần cập nhật đồng hồ này. Cũng không có gì nhiều. Cái phần sport này. Đấy, tập luyện thì nó sẽ có cái định vị GPS đây. Nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa dùng được cái GPS này. Nó không hiển thị được cái bản đồ Việt Nam. Đây là phần đo nhịp tim theo dõi giấc ngủ này. Còn đây là giao diện ở trên iPhone. Đây là mình đã thoát rồi. Cũng tương tự như thế thôi, không khác gì nhiều. Có một vấn đề thì sẽ không có cái phần riêng về đọc thông báo. Thì anh em sẽ phải bắt buộc vào menu Router rồi vào cái phần thông báo để đọc. Còn vuốt các kiểu thì cũng không có phần thông báo đâu nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ test thử cái khả năng nhận thông báo cuộc gọi xem nó có nhanh không nhá. Bây giờ mình sẽ gọi sang máy thử. Ui, lên trước cả điện thoại luôn. Danh bạ này. Hiển thị ngon và có cả từ chối cuộc gọi này. Lâm lòng lợn. Tắt. Và đây là test về cái cảm biến giơ tay sáng màn hình. Ồ, không lên. Một lần không lên này. Cũng khá nhạy chứ. Nhận xét cá nhân của mình về ưu điểm máy thì có thiết kế đẹp, thời lượng pin rất là tốt, màn hình hiển thị ngoài trời cũng đẹp luôn. Máy không bị lỗi phone tiếng Việt nhưng chữ bị giãn khó đọc và có từ chối cuộc gọi. Nhược điểm của máy là chưa có tiếng Anh, chỉ có tiếng Trung, ít mặt đồng hồ và không có kho mặt đồng hồ ở thời điểm hiện tại. Tập luyện không cho lấy GPS từ điện thoại, rung hơi nhẹ, máy hơi lag, không mượt như loại LS01. Nếu em muốn tiếng Anh thì em sẽ phải đợi cái bản quốc tế về để mua. Vậy là mình đã đánh giá xong cho anh em chiếc Smart đang siêu hot cộng đồng anh em đam mê Smart. Anh em nhớ chơi Give Away tặng miễn phí Hello Solar nhé. Hoặc nếu không hiểu luật chơi có thể đọc lại ở mô tả video. Cảm ơn cửa hàng chơi hay đã tài trợ cho mình thực hiện video này. Em có ý kiến gì về Hello Solar cũng như muốn mình đánh giá thêm về Smart nào, đừng quên để lại bình luận ở dưới video nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh Lâm Smart.